Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đến các bước để điều trị. Thì đối với cái trường hợp mà bị nhẹ thì chúng ta không cần phải ngâm thuốc, chỉ cần tách riêng ra và ngâm với muối thôi. Ví dụ như là trong trường hợp gần nhất ở trại của mình, đó là khi mình rút nước cho các bé nhưng mà mình lại quên và mình để. Nhưng mà may là cái hồ lạc đó là nó không có phải là dạng phẳng, nó là dạng nghiêng một chút xíu, nên khi mà rút nước á, mình lại quên mất vào 12, hình như là hơn 12 tiếng sau thì mình mới phát hiện ra rằng cái hồ nước đó đã rút hết nước rồi, nhưng mà do cái hồ nước nó bị nghiêng á, nên nó chỉ còn chút xíu nước thôi và trong đó còn rất là nhiều cá. Và lúc mình phát hiện á, là cái bé cá đã nằm xếp lớp rồi, nhưng mà không có bé cá nào bị gọi là bị chết hết. Nhưng mà có một cái đó là bên cái phần bụng của cá do là bị đập vẫy quá nhiều nên nó sẽ bị thương, mà nó có nghĩa là nó lòi cái vẫy ra luôn. Và trong cái trường hợp đó là mình đã tách các bé ra riêng, ngâm với muối ngay lập tức luôn, và những cái vảy nào mà nó sắp rơi rụng ra là mình sẽ nhổ, lấy tay nhẹ nhẹ nhổ ra hết. Thì một ngày hai ngày hôm sau thì các bé đã hoàn toàn phục hồi và có thể quay trở lại hồ để mà vận động cùng với các bé khác.